Chào mừng tất cả mọi người trở lại với shop Beta HCM2 ha. Thì hôm nay em lên tiếp cái đợt cá mới nha mọi người. Đợt cá hôm nay thì đa cố là sa số là cá nó size bự nha anh em. Đó, từ 3.5 tới gần 4 xăng luôn nha anh em. Có thể là có nhiều con hơn luôn. Đó. Thì anh em ưng mà nào thì cứ gọi điện nhắn tin trực tiếp cho em ha. Thì mở đầu cá thì em bán của bên ngoài nha anh em, còn bên trong để đi kè, và anh em mua một con thì đều được miễn ship ha. Thì giá em để góc trái màn hình, ví dụ như mã số 150 thì là anh em mua một mã số này chỉ cần thanh toán cho shipper 150.000 là anh em sẽ được tặng luôn con máy. Và anh em lưu ý ha, ở đây thì em còn máy của dòng coi, thì coi Nemo và coi Yellow Galaxy ha. Nên anh em ví dụ như anh có những cái đợt này có những con Red Fancy hay là những cái con mà Nemo Copper á, thì coi Yellow Copper á, thì anh em có thể là nhận máy coi giúp em ha, còn không thì em có thể tặng trống Fancy Copper cho anh em đó. Rồi thì đến với mã số 2 này là bé Nemo Galaxy, thì cái con này size nó tầm 3.7 xăng nha anh em, không size nhỏ nha, con này bự lắm nha, hôm nay cá bự không à, đó rất là bự. Anh em thấy không, cái bộ form rất là đẹp nha, nhìn có lưng đuôi hậu rất là kỳ ok luôn. Rồi mã số 3 thì con số 3 này là con multi nha, này multi thì bé này là 250k, thì con này 3.5 xăng nha anh em. Con này 3.5 xăng á, mà con ở trong thì anh em thấy không, con trong là con trong phải 3.7 xăng, con này 3.5 xăng. Em nói như vậy thôi chứ kích thước ở ngoài nó phải ăn lên hơn nữa nha anh em. Thì cá trong quá trình vận chuyển thì em sẽ bảo hành cho anh em tận tay ha. Rồi cái mùa này anh em lưu ý giúp em là mình nuôi á, mình cho ăn ít thôi, không cần cho ăn nhiều ha. Cá này nó đói nó không có sao hết, nhưng mà ăn nhiều là có vấn đề ha anh em, ăn vừa thôi ha. Rồi mã số 4 bé này là bé nghiêng về kiểu lát xích một xíu đó, con này thì lát xích một xíu. Thì bây giờ đa số anh em làm Nemo Galaxy nhiều ha, tuy nhiên là lát xích thì không thấy ít anh em làm. Thì bé này bản chất á, là nó trong bầy Nemo Galaxy ra đó, tuy nhiên thì nó phân mảng ít vẫy Galaxy, thì có nhiều anh em cũng thích kiểu này đó. Thì con này là 3.7 3.8 xăng luôn nha, bự lắm, có thể là 4 xăng luôn đó. Em nói 3.7 3.8 thì anh em nhận cá phải là gần 4 xăng luôn nha anh em. Rồi em nói anh em trừ hao ra cả đó luôn á. Nói chung là thường em nói kích thước con cá lúc nào cũng nhỏ hơn cá ở ngoài hết, để cho anh em nhận con cá thì anh em ước chừng được sẽ nhận cá được cá bự hơn ha. Rồi qua bé tiếp theo, bé số 5, bé này bé Nemo Galaxy Blue Star nha em. Thì cái bộ này anh em để ý nha, bên em ra xì ta nhiều lắm. Nếu mà anh em theo dõi em á thì em làm cá ra xì ta rất là nhiều, tại vì em giữ cái gen này rất là lâu rồi đó. Thì cũng có là lứa nó lên có xì ta và lứa nó không, có nghĩa là có một cái bộ thì cái bộ màu khác cũng là con Nemo nhưng mà ra rất là nhiều bộ màu ha. Thì bé này nó tầm 3.7 xăng nha anh em, nuôi xì ta ha. Đó, bộ form thì anh em bao hay cho anh em bộ form luôn. Nói chung là mấy con Nemo bên em là anh em yên tâm cái bộ form là em cũng cải thiện nhiều lắm. Nói thì cá Thái thì màu đậm thôi nha anh em, chứ cá Việt thì bản chất cũng là máu Thái ra đó, tuy nhiên là mình về mình sửa nên riết ra cái bộ form nó cũng khủng khiếp ha. Anh em để ý nha, ví dụ như những con Fancy nha, làm form á thì nó sẽ đơn giản hơn, còn cái dòng coi làm form cực kỳ khó nha, đặc biệt là những con coi Red còn khó nữa, cải thiện rất lâu. Nói chung là cũng không phải khó gì, có nghĩa là mình phải cải thiện nha anh em, cải thiện rất là mất thời gian. Thì cái khó trong nuôi cá là mình phải chờ đợi và thời gian nữa nè, kinh nghiệm nữa. Đó, bé này bé Red Fancy ha. Bé Red Fancy này thì nó tầm 3.5 xăng Duchita. Đó, ví dụ như anh em mua Fancy á thì em sẽ tặng cho anh em một con trống Fancy Copper. Tại vì máy Fancy em hết rồi, không tặng cho anh em quá trời rồi, bây giờ chỉ còn máy ở trong bầy nhỏ xíu à, đâu có tặng được. Đó, nên em sẽ tặng cho anh em trống Fancy Copper, còn nếu mà anh em muốn lấy máy coi thì em vẫn ok cho tặng cho anh em máy coi ha. Còn máy coi Nemo và máy coi Yellow thì em bao la ha. Rồi mã số 7, bé này bé coi Red Galaxy ha, bé này 3.5 xăng Duchita luôn anh em ha, bảy nhuyễn DT, form rất là đẹp. Bé này thì được cái mặt nạ, nó có mặt nạ trắng ha. Rồi qua mã số 8 này là con multi, ở lộn xin lỗi nha em, con này là con candy ha,
con nào biết có gọi là multi không, để nếu mà 5 màu thì sẽ gọi là multi nha anh em. Còn vảy mà vảy nhiều ở trên mảng á thì nó gọi là candy. Đó, con này thì cam nè, đen nè, trắng nè, xanh nè. Đó, có kiếm được màu nào không anh em? 4 màu hả? Đó, thì con này là con candy thôi ha anh em ha. Đó, con này cũng gần cỡ multi rồi, cứ nếu mà tính ra cái nó cũng có màu hồng hồng đó anh em. Thì bé này là 200k, 3.7 xăng nha anh em, bự, không nhỏ. À, nói chung mấy con coi hôm nay là chà bá luôn, từ 3.7 ăn lên tới 4 xăng luôn, một hồi có những con 4.5 xăng luôn anh em, bự lắm ha. À, tại cái lứa này thì tùy lứa, có lứa thì em thúc nó bự, còn có lứa thì bình thường. Rồi mã số 9, con này phải 4 xăng đó anh em, phải có 4 xăng có đó anh em, mà còn chưa đủ màu đó anh em ha. Có nghĩa là không phải con cá, con cá có nghĩa là không phải con cá thường á. Nhiều anh em sợ là cá bự là cá già, còn nhiều anh em thì thích cá bự, nó cũng ngộ lắm anh em. Còn ở đây á, con cá đâu phải con này, là anh em chứng minh cho anh em nè, con này rất là tơ, màu nó còn chưa đủ luôn mà nó phải 4 xăng rồi đó. Nghĩa là khi mà cái dòng coi rét đó anh em, con này coi rét nha, vậy nhuyễn nha, con này còn lên màu nữa nha anh em. Con này anh em nuôi đi, nó còn lên màu đậm, màu đỏ nữa, rất là nhiều trên màu nên nó thiếu màu đó. Chứ con này mà đủ màu thì giá không dưới 200 được đó. Thì anh em dưỡng cỡ tầm 2 đến 3 tuần là đủ màu ha. Rồi qua mã số 10 thì con này là con multi anh em ơi. Con này multi ha. Màu quá đẹp. Bé này thì màu cực kỳ đẹp rồi. Con này thì khoảng 3.7 3.8 xăng anh em. Con này thì có màu xanh nè, đen nè, cam nè, trắng nè, đỏ nè. Quá trời màu sắc luôn anh em ơi. Con này là cực kỳ ok rồi. Đó. Chưa đủ màu nữa nha. 3.8 xăng mà chưa đủ màu nữa. Cái kỳ với cái bụng nó còn chưa lên. Thì thường á, con cá ngay cái mỏ với lại từ cái phần ức á tới cái mỏ thì cái phần trên là phần chậm lên màu nhất, nên em cứ nuôi ha bình thường. Còn đây là cá đủ kích thước và đủ tuổi để cho anh ép rồi, anh em ép rồi. Quan trọng là con mái anh em dưỡng, căn chứng là ép thôi. Tại vì cá thực chất là khoảng 3 tháng là mình ép được rồi. Còn những cái dòng coi ở đây em bán cho anh em á là từ 3.5 tháng cho tới 4 tháng luôn nha. À, tại vì dòng coi thì 3.5 tháng tới 4 tháng nó bắt đầu chỉnh màu và nó ok màu cho anh em. Và thậm chí có nhiều con anh em thấy còn chưa đủ màu không, nhưng mà 3 tháng mình đã ép được rồi ha. Rồi qua mã số 11 thì bé này là 300k. Bé này là bé, anh em nhìn sơ thì sẽ tưởng là con Corvette Galaxy, Corvette Cooper nha, nhưng mà con này là con Nemo Cooper cho anh em. Vảy nhuyễn nha, vảy nhuyễn nha, nhuyễn rí luôn. Đó, bé này 3.5 xăng. Con này thì được cái là đuôi nó có ngã vàng một xíu. Đó, nhiều khi nó đơn giản như vậy thôi, chỉ full màu đỏ, hết mình màu đỏ nhưng mà chỉ có một phần vàng hoặc cam thì nó là con Nemo ở trong đó nha anh em. Rồi mã số 12, nếu mà con này là con multi nha anh em, multi thì con này là 3.5 3.7 xăng, quá trời luôn. Thì cái clip trước em cũng có lên một con giống giống như vậy. Và clip trước em lấy con này làm con cá kè nè anh em. Nếu mà anh em có đeo dõi thì thấy con này trong có cá kè, thì hôm nay em đăng nó luôn. Chung lại chung anh em nó lên màu rất là đẹp nha. Đó, 250k 3.7 xăng. Đó, multi. Quá trời màu sắc trên người rồi. Đó. Nói chung thì nhiều anh em thì sẽ thích multi là nhiều màu, còn nhiều anh em thì sẽ nghiêng về cổ điển là đơn giản thôi. Có nhiều anh em thì chỉ cần phân mảng thôi. Đó. Thì mỗi người một sở thích nên em cũng làm đa dạng màu sắc để cho những anh em có nhiều sự lựa chọn, chứ không phải đơn thuần là làm multi không hoặc là làm lớp xích không. Đó, quá trời sung ha. Mấy con cá này nhiều khi anh em quay cũng thiệt, nó muốn gãy lưng luôn anh em. Mấy con này là quay 20 con thôi thì cũng ăn 2 đến 3 tiếng, 3 tiếng có anh em. Rồi chỉnh sửa clip, ghép clip lại cho anh em nữa. Đó, ghép clip lại để đăng cho anh em đó. Chỉnh clip là thêm chữ này cho anh em đó, số là chắc cũng phải 5-6 tiếng hết á. Rồi thì mã số 13 thì con này là con Nemo multi anh em. Con này multi Lucita luôn. Con này thì nó, anh em để ý nha, cái máu bên em là nó có ánh copper luôn nha anh em, ánh copper luôn. Thì nói luôn cho anh em á, là con này là máu 50 copper và máu 50 Galaxy, 50 Nemo Galaxy nha, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vậy tại sao nhiều anh em hỏi sao con có vài con Nemo của em cái màu nó lạ quá. Đó, có nghĩa là anh em thích thỏa sức lai tạo ha. Nghĩa là nó chung dòng, nó gần giống nhau là mình lai rất là đẹp nha. Rồi qua mã số 14, con này anh em nếu mà nhìn ở ngoài anh em thấy nó đẹp nha.
con này 7 nhuyễn li ti luôn, 3.5 xăng. Con Yellow Galaxy 7 nhuyễn đó. Không, nói chung là thường á thì em bản chất là em thích màu đen đó, nên anh em thấy là nhiều con cá nó có màu đen. Tuy nhiên là có nhiều anh em không thích màu đen đó, con này thì ít màu đen nè đó, anh em thích thì bắt đó. Rồi rồi đến với mã số 15 này, đây là một cái con siêu phẩm nha anh em đó. Con này là hàng đẹp nha, con này là nghiêng về lách xích à, nhưng mà tia tia một tí xì đuôi star ha. Đó, bộ form hết nói luôn, 3.5-3.7 xăng, tông nhành vàng, bộ form cực kỳ đẹp. Con cá thì gồng lên thì nó liền thì thôi luôn anh em ha, quá liền, quá ok, trời ơi nó kiền kìa, đẹp. Ở đây con này nha, màu đỏ của nó rất là đậm nha, đỏ đậm mà vàng nó cũng đậm luôn. Đó, thì con cá nó mới giá trị anh cao anh em ha, giá trị rất là cao cái này. Thì cũng để cho anh em 250k thôi, sẽ tặng cho anh em một con máy và miễn ship. Tính ra 250k để sở hữu cái này và được tặng một con máy thì rất là rẻ nha anh em, không miễn ship nữa. Tính ra chạy như tiền ship này kia hết 40-50 rồi đó anh em, 40 có rồi đó. Luôn tiền thùng này kia thì cặp mình tính làm 200 thôi thì rất là bèo luôn, không có cao đâu đó. Nhiều anh em thì nhìn sơ qua thì tưởng đâu là em sẽ bán cao hơn những anh em khác, tuy nhiên không phải, em còn tặng cái máy và còn miễn ship nữa, và cá của em nó cũng chất lượng nữa đó. Nếu mà nghĩ kỹ thì sẽ không có mắc đâu nha anh em đó. Thì tùy anh em thôi, nếu mà anh em thấy không phù hợp thì anh em có thể xem vui ha đó. Còn ở đây thì em những con cá chất lượng thì em muốn gửi cho đến em những cá chất lượng thì giá trị nó sẽ ok. Còn khi mà những con cá bình thường thì em để giá cũng rất là mềm chứ không có cao ha. Có những con thậm chí là có 150 thôi miễn ship mà còn tặng con máy này, thì tặng nó chạy ra một cặp có 120 thôi đó. Nếu mà anh em nhìn kỹ thì rất là rẻ chứ không có cao ha. Rồi mã số 16, bé này là bé coi Yellow Copper. Thì em cũng nói là dòng coi Yellow Copper là em hết máy rồi, không tặng em quá trời luôn, máy đẹp, máy đẹp tặng luôn hết luôn. Bây giờ chỉ còn máy coi Yellow Galaxy thôi, nếu mà anh em pha máu vô anh em đáp dẫn bình thường ha đó. Rồi máy mã số 17, bé này là bé coi Red Galaxy ha. Thì bé này 3.5 xăng nha anh em, màu rất là đậm nha, lên tay bơi luôn nha anh em ha. Đây, một tay bơi thôi, một tay bơi lên đen đen thôi đó. Thì những cái con lên tay bơi là thường á là những con gen máu tốt anh em, thường là những con này mình làm giống á là rất là ngon ha, cái gen nó trội. Và những cái con mà lên tay bơi thường là những cái con lên màu sớm ở trong bầy. Thì theo kinh nghiệm của em là em thấy như vậy ha. Rồi đến với mã số 18, mã số 18 bé này mới multi sai cối luôn anh em ơi, 4 xăng có nha anh em, 4 xăng, còn mấy con 4 xăng nữa mà chưa quay được ha, chưa có quay được đó. 4 xăng nha, chưa đủ màu luôn nha anh em, hàng tơ zin 100%, hàng sai cối luôn, 4 xăng. Bé này 250k nha. Con này anh em nuôi cái màu nó còn đẹp nữa chứ không phải như vậy đâu, vô đây nó kè hơi hỏng mạnh nha đó, chứ ở ngoài nó sung lắm. Con này anh em nuôi á là cái màu nó sẽ lên đậm nè, nó sẽ đánh lên cái nền của nó rất đẹp luôn, và cái vảy Galaxy nó sẽ còn lên nữa, chấm bi nữa nha anh em. Multi mà vảy chấm bi luôn mới ghê chứ, còn sẽ cói nữa. Rồi mã số 19 tiếp theo là con coi Yellow Copper, bé này 3.5 xăng nha anh em ha. Đó, kè lăng tăng luôn. Đó, màu ghê không, 150k miễn ship tặng máy, ô quá rẻ. Trong khi là nếu mà anh em mua có thể là những anh em khác sẽ bán con này giá cao hơn em á, còn có thể chưa miễn ship cho anh em nữa. Thì con này máy ở đây là em sẽ tặng cho anh em máy Yellow Galaxy nha, thì em nói nhắc đi nhắc lại để cho anh em nào muốn mua thì mình cân nhắc ha. Tại vì máy có bơi em hết rồi, mình vẫn có thể pha máu những con này ép bình thường, vẫn ra đời con rất là đẹp nha. Rồi mã số 20. Rồi bé 20 thì bé này 3.5 xăng nha anh em. 3.5 xăng bé Red Fancy, đuôi xì ta lột sạch cho anh em luôn, còn form thì bao cho anh em rồi ha. Lên tay bơi. Bé này chỉ có 200k thôi anh em ha. Đỏ thì anh em thấy rồi, đỏ đậm lắm. Cá bên em là màu được cái màu đậm ha. À, cực kỳ đậm cho anh em luôn. Đuôi xì ta, bán xì ta bự nha anh em. Xì ta bự chứ không phải xì ta nhỏ nữa. Thì ở đây anh em mua phòng Fancy thì em sẽ tặng cho anh em trống Fancy copper ha, tại vì máy Fancy em cũng hết luôn rồi đó, hổng tặng cho anh em từ máy đẹp cho tới máy chung gì là tặng hết luôn, quá trời anh em ủng hộ phải tặng cho anh em thôi đó. Nhiều anh em tặng có 2 con luôn nữa kìa, nhiều anh em quen á đó, nên
giờ hết máy còn máy nhỏ nhỏ không, chưa có đủ màu này kia đó nên đâu có tặng anh em được. Rồi mã số 21 thì con này cũng là con trống referency. Thì nếu như con 20 là con xì ta xanh biển thì con 21 là con xì ta xanh lá nha. Em thấy ghê không? Cũng là fancy á nhưng mà nó rất là đa dạng màu đó. Rồi cũng có những anh em làm ra xì ta xanh hồng nữa anh em, xanh mà hơi xanh xanh thở, xanh mà hơi xanh tím nữa ha, rất là độc. Rồi có xì ta trắng nè đó, rồi ánh copper nè đó, rất là nhiều màu, rất là độc. Cũng dòng fancy thôi, cũng dòng red fancy thôi nhưng mà làm ra rất là nhiều bản màu. Thì em cũng đang đa dạng cái kênh của mình, em sẽ làm đa dạng loại cá để cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Và anh em muốn là anh em tới kênh của em là mình có nhiều sự lựa chọn, mình chọn được nhiều con cá ưng ý hơn nữa ha. Và bé số 21 ngày 3.5 xăng nha. Con này nuôi nhiều khi về nó còn có lọt sạch cái xì ta, cái bản đen đen trên người đó nè. Rồi mã số 22 bé này là 150k nha. Bên này 3.5 xăng nha anh em, quá trời quá hớt cái bộ form rồi. Cái hậu của nó là do em tách bậy anh em, tách mới có tuần à nên nó chưa có liền hết ha. Anh em nuôi thì nó sẽ còn liền ra nữa chứ không phải nó răng răng vậy nha. Đó con này chưa. Nên để cho anh em 150k thôi. Con này nếu anh em để ý thì con này xì ta hai lớp nha, xì ta trong và xì ta ngoài luôn. Xì ta xanh thì xì ta trắng à. Rồi mã số tiếp theo, mã số 23 thì con này là con Nemo Galaxy Blue Star và 3.7 xăng nha, xe bự nha anh em. Quá trời rồng lên thấy ghê không? Đó, một cờ, một cái kỳ màu đỏ, một kỳ màu cam rất là độc nha. Đó, thì con này là ăn tiền cái là được cái bộ form anh em ha, bộ form. Nói chung là 200k là vô cái bộ form cái này hết. Nếu anh em để ý thì làm ra cái bộ form dùng coi rất là khó nha anh em. Đó. Những cái gen này bao cho anh em luôn, cái tỷ lệ bày đạt rất là cao nha, phải ăn 80% đổ lên luôn á, là dạt ra những con cello và xanh rồi đó nha anh em, là chỉ còn khoảng 15% hoặc là 20% là xanh với cello thôi, còn như là nó lên màu hết luôn cho anh em á. Cái gen Nemo này bổn này thì em cũng nuôi rất là nhiều rồi, cái tỷ lệ đạt cực kỳ cao luôn ha. Thì tầm 1 tháng mấy là nó gần như là nó lột xe lô hết cho anh em luôn á. Bé này thì size cũng rất là ok, anh em ưng thì có thể bắt bé này về mình có thể để mình cải thiện bộ form. Những con cá Nemo hôm nay là em lên là cho anh em là form rất là đẹp không à. Đó. Máy cũng đẹp luôn, máy tặng cũng đẹp luôn. Đó. Về cho anh em chơi những cái con cá này ép ra để mình bắt đầu Tết là con cá mình bắt đầu nổ đốm, giờ tới Tết còn tầm 2 tháng không anh em đó. Thì mình bắt đầu cá mình ép rồi bắt đầu nổ đốm rồi đó, rất là đẹp rồi, nó lên màu từ mã 24. Con này cũng là con Nemo Galaxy Blue Star ha, bé này cũng 3.5-3.7 xăng rồi ha. Em xin kết thúc video đây ha, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em đến cái phút cuối này luôn. Anh em nào mà thích kênh của em thì có thể đăng ký tham gia để mình ngắm cá cũng được ha, cũng là một cái như một cái tinh thần cảm ơn động viên cho em rồi chứ không phải cảm ơn nữa. Đó. Rồi ha, xin chào và hẹn gặp lại anh em ha, chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha.